Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cách mà chúng ta có thể lấy cảm tình đối với người khác một cách dễ dàng và nhanh chóng. Cách mà chúng ta có thể thể hiện bản thân trong một nốt nhạc. Đó, nếu mà các bạn mà mong muốn là mình có thể được người khác quý mến thì chúng ta có thể thì rất có thể là cái video này hữu ích đối với các bạn. Bí quyết của nó là sử dụng những chiếc điện thoại vô tu như này. Những chiếc điện thoại vô tu như này nó không hề đơn giản là một chiếc điện thoại nghe gọi thông thường, mà bên trong của nó còn rất là nhiều điều thú vị. Trước đây tôi cũng giống như hầu hết mọi người, chúng ta rất là mong muốn người khác yêu thương quý mến mình, nhưng mình không biết làm cách nào. Chúng ta cũng rất là mong muốn thể hiện bản thân mình, cũng muốn là mình là người có uy tín và mình là người có tầm ảnh hưởng, nhưng không biết làm thế nào. Và từ khi tôi bắt đầu tìm hiểu và tôi tìm hiểu ra cái dòng điện thoại vô tu này là dòng rất là đặc biệt, nó có thể giúp cho chủ nhân của nó mang lại cái niềm kiêu hãnh cực kỳ nhanh chóng. Hơn thế, nó có thể giúp cho mọi người đặt lòng tin của mình vào trong bản thân mình rất là cao. Từ khi tôi sử dụng chiếc điện thoại vô tu này thì cuộc sống của tôi nó hoàn toàn thay đổi. Chỉ cần nghe cái nhạc chuông vô tu ở trong túi quần nó vang lên thì tất cả mọi người đều bắt đầu chú ý. Và khi mà mình rút chiếc điện thoại vô tu ra thì mọi người đều cảm thấy mình là một cái tầm cao mới, và mọi người đều nhìn mình với một cái ánh mắt rất là trân trọng. Vô tu này không hề dành cho số đông và chỉ dành cho những con người thành đạt. Trong một chiếc điện thoại vô tu này thì nó không đơn giản là một chiếc điện thoại thông thường. Trong này nó bao gồm rất là nhiều công nghệ đỉnh cao nhất trên thế giới. Và cái thiết kế của nó là những cái thiết kế cực kỳ đặc biệt. Chiếc điện thoại vô tu này nó đã ra đời cách đây được hơn chục năm rồi, nhưng mà tuy nhiên là những cái thiết kế và cái đẳng cấp của nó thì mãi mãi không giờ thay đổi. Vô tu này nó mang đến cho chủ nhân của nó một cái sự uy tín. Bất cứ ai dùng chiếc điện thoại vô tu chính hãng, độ vỏ hoặc chính hãng như này thì đều mang lại cái uy tín, cái niềm tin lớn cho những người xung quanh. Nếu mà các bạn mà mong muốn mình có thể chiếm cảm tình người khác trong vòng một nốt nhạc thì các bạn có thể mua ngay những cái chiếc điện thoại vô tu chính hãng độ vỏ như này. Giá của nó không hề quá đắt và cũng không hề rẻ. Giá của nó dao động tầm khoảng 20 đến 30 triệu đồng. Nếu mà các bạn mà thấy cái video này bổ ích mà mang lại kiến thức bổ ích giúp cho các bạn thì các bạn hãy like của nó, hãy đăng ký kênh của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.